Trở lại cái căn bản đó là mình khi mình có một cảm xúc hay một ý nghĩ, mình có biết không, biết đó là à có ý nghĩ như vậy, có cảm xúc như vậy, nếu mình nhận ra được là mình đang suy nghĩ, có suy nghĩ ở trong đầu mình, có một cảm xúc ở trong mình từ cái suy nghĩ đó nó ra, có khi từ nó có cái cảm xúc, cái năng lượng nó ra, mình không biết thì mình không có tự chủ trong cái cảm xúc và ý nghĩ của mình, là mình không biết đó là suy nghĩ, đó là cảm xúc. Ví dụ như đang có cảm xúc cáu cáu kỉnh, khó chịu, mình không có biết, thì lúc mà tiếp xúc với ai đó đó mình dễ dễ cáu giận, dễ gây gổ, dễ có bất đồng với người khác. Mình không có biết mình đang như vậy. Ví dụ như mình gặp một người chưa bao giờ gặp mà tự nhiên mình có thái độ thù nghịch với người đó, mới thấy người đó thôi mà biết mình chưa gặp với người đó bao giờ, mà mình khó chịu vô cùng, muốn đánh lộn với người đó, muốn gây gổ, muốn nói một cái gì đó, muốn gây tổn thương cho người đó, mình không có biết mình đang có cái ý nghĩa và những cảm xúc về cái người mà mình chưa gặp bao giờ. Nếu mình đã có lịch sử với họ đó, đã có quá khứ giao tiếp với họ, thì mình có thể hiểu được à, nó có những cái xung đột gì đó trong quá khứ. Mà rõ ràng cái người này mình chưa gặp bao giờ, mình biết điều đó nhưng mà nó vẫn muốn ghi cái sự, cái lộn của người đó. Mà mình biết được như vậy đó, mà mình thực hành chịu trách nhiệm về những cảm xúc trong mình, những ý nghĩ trong mình, những cái năng lượng trong mình, thì mình sẽ không có trách cái người đó, đổ thừa cho người đó, làm cho mình khó chịu, khổ sở. Vì mình biết, mình không có biết người này và những cái cảm xúc đó xuất hiện trong mình, tức là không có dính gì tới người đó hết, không có dính gì tới người trước mặt mình. Các bạn đã từng gặp những hoàn cảnh, những tình trạng như vậy chưa? Những cái tình huống như vậy chưa? Tại sao nó như vậy? Người này mình chưa có biết, chưa có gặp bao giờ, mới thấy mặt, mới thấy từ đằng xa là đã khó chịu rồi. Tại vì người đó có cái năng lượng, có cái tần số rung động giống như một cái người nào đó trong quá khứ mà mình đã từng có vấn đề, mình đã từng có những cái chấn thương, những cái xung đột, những cái khổ đau. Thành mình mới thấy cái là mình phản ứng liền. Giống người đó đã từng chửi mình, đã từng đánh mình, đã từng hành, bạo hành với mình. Cho nên đó là cái sự quan trọng của cái chuyện nhận ra khi có suy nghĩ, khi có cảm xúc ở trong mình, để biết rằng suy nghĩ và cảm xúc này có dính tới người trước mặt hay không, hay là đó là một chuyện quá khứ của mình. Dạ dù như người đó là người mình biết, người đó, mình
một người trong gia đình, một người bạn, một người làm chúng sợ gì. Và cái ngày hôm đó đó, người đó chưa có làm gì cả, chỉ mới thấy mặt mình thôi. Họ chưa có nói gì cả, chưa có làm gì cả, chưa có cư xử gì với mình cả, chỉ mới thấy mặt thôi. Mình cũng nổi giận đùng đùng, hay là mình đang cáu kỉnh khó chịu, muốn mạt sát người đó, muốn chửi người đó, muốn quánh người đó. Thì có nghĩa là những cái chuyện trong quá khứ đối với người đó, giữa mình với người đó chưa có ổn thỏa. Mình đang đang mang quá khứ về trong cái giây phút này, đang phản ứng với những cái đó. Đang hành sự giống như người đó đang chửi mình, đang đánh mình, đang bạo hành với mình, đang đối xử với mình không tốt. Thì cái nhận thức cái gì đang xảy ra trong mình rất là quan trọng. Mình đang nghĩ gì, đang cảm xúc, có cảm xúc gì ở trong mình rất là quan trọng ở chỗ đó. Để biết rằng á, sáng hôm nay, chiều hôm nay, trưa hôm nay, người ta chưa làm gì cả mà mình còn nổi đùng đùng thôi. À, đây là vấn đề của mình chưa có giải quyết được. Cái nhận thức đó và thực hành chịu trách nhiệm 100% những cái gì xảy ra trong mình rất là quan trọng, là vì như vậy. Vì nếu không á, thì mình tiếp tục gây thêm đổ vỡ, gây thêm sự căng thẳng ở trong cái bất đồng với người đó, tạo thêm khổ đau cho mình và cho người khác. Leo thang chiến tranh trong một kép. Chú nói về là để cho mình ý thức thôi, chứ chú không có trách mình sao đâu. Các bạn đừng nghĩ là chú đang trách mình, không có đâu. Chú nói như vậy để các bạn ý thức cái gì xảy ra trong mình. Tại vì chú đã từng như vậy. Và mình chỉ tạo thêm khổ đau thôi, cho mình và cho người kia, và cho những người xung quanh đó, đó. Vì trong gia đình đó, mình tạo thêm xung đột thì mọi người đều khổ hết, chứ không phải riêng mình đâu, hay là riêng người kia đâu. Thì có thể mình chưa ý thức được là những cái gì mình làm nó ảnh hưởng hết mọi người, ảnh hưởng đến mình. Có thể mình chưa ý thức được rõ cái đó, chưa có thấy rõ cái đó. Đúng rồi, cái này nó không có giúp gì cả. Chuyện mà cứ phản ứng vì mình không biết nó đang có những nỗi khổ trong mình, nó đang lên. Có bạn vào nhóm á, cảm thấy năng lượng của nhóm kỳ quá, làm cho mình hụt năng lượng, làm cho mình khó chịu, làm cho mình gì đó. Nhóm đâu có làm gì đâu, mình vào ngồi thì cái gì nó xảy ra đâu, đâu có ai nói mình đâu, hả? Chứ đâu có nói mình đâu, nhưng mình đổ thừa vì nhóm này, thành ra mình bỏ. Mình đi chỗ khác, mình cứ làm như vậy, từ nhóm này qua nhóm khác, từ quan hệ này qua người khác, lúc nào còn lợi người ngạc người khác hết, lúc nào còn vấn đề của người khác, mình phải vấn mình là người có vấn đề. Tức là mình không có chịu trách nhiệm về những xảy ra trong mình. Nếu cái sự yên ổn hạnh phúc ở trong mình tùy thuộc vào người khác, vì người khác làm cái đó ra, tạo nên như vậy, gây ra như vậy, thì mình đâu có năng lực gì đâu để thay đổi tình trạng, đúng không? Đó là tại sao mình phải thực hành ngược lại, mình phải là người chịu trách nhiệm 100% để xử lý những cái vấn đề đó trong mình, thì mình có 100% cái năng lực để thay đổi tình trạng. Đó là cái sự thông thái của cái thái độ đó, của cái thực hành đó. Mình nhận ra những cái suy nghĩ trong mình, những cảm xúc trong mình không phải là những gì đang xảy ra, nó không phải là thực tại những gì đang xảy ra, chỉ là cái suy nghĩ trong mình, chỉ là cảm xúc trong mình, không dính tới những gì đang xảy ra giây phút này.
Và trong 7 ngày vừa rồi đó, nó có cái chuyện trăng á, trăng tròn đó, thành ra những cái gì nó sâu trong mình nó được trồi, nó bị trồi lên, mặt trăng nó hút nước lên ha, thủy triều đó nó dâng lên đó, thì nó cũng hút những cái đó trong mình lên, những cái khổ đau, những cái năng lượng ở trong mình. Một con người là nó có tới 70-80% là nước đúng không? Mình cũng bị hút lên rồi, mình cũng bị căng thẳng với những cái vấn đề chưa giải quyết ở trong mình. Các bạn bây giờ thấy cái vết thương mới không? Ví dụ mình có một cái vết cắt, một cái chỗ thương tích ở trong cơ thể của mình. Nhưng mà để ý đó, cái chỗ đó nó sưng lên lúc mà mới bị đó, sưng lên. Thì đó là cách cơ thể chữa lành cho cái chỗ đó. Những cái bạch huyết cầu nó đến cái chỗ đó, nó tìm cách để nó bảo vệ, tấn công những cái vi khuẩn hay gì đó. Thì trong cơ thể năng lượng của mình cũng vậy, trong cái tình cảm của mình cũng vậy, khi mà có bị kích hoạt á là nó cũng sưng lên. Nên các bạn cảm được cái chỗ đó mới biết à, đúng rồi, trong mình nó có như gì, như cái chỗ cái năng lượng khổ đau nó đang sưng lên, tiếng Anh gọi là inflammation, sưng lên. Thì nếu mình ý thức được cái đó đó thì mình thực hành được. Thông thường thì những cái đó nó khó thấy hơn, thì mình sẽ đâm vô cái cơn ăn vặt hay là coi tivi hay là nhậu nhẹt hay là đi mua sắm hay là làm cái gì được cho nó khuây khỏa. Cho đến khi mình nhận được cái đó và mình thực hành, cảm nhận cái inflammation, cái sưng lên của những cảm xúc ở trong mình, những cái khổ đau cũ trong mình. Eckhart Tolle gọi là cái pain body, cái khối khổ đau sâu nặng ở trong mình. Nó cũng sưng lên như vậy lúc nó bị kích hoạt. Khó chịu lắm. Nó không có rõ là nó nói là đây có cái chỗ đang sưng ở đây này, không có nói vậy. Trong đầu mình không có cái ý như vậy, không có cái ý nghĩ như vậy, chỉ là cảm nhận thôi. Trong cảm nhận thì nó đòi hỏi sự tinh tế ở trong cái nhận biết của mình, sự nhận biết của mình. Hành thực hành chánh niệm ha, để nhận ra những cái thay đổi trong cái suy nghĩ của mình, trong cảm xúc của mình, trong cái năng lượng của mình. Ta biết lúc đó là mình phải trở về với chính mình để chăm sóc cho những cái đó, có mặt với những cái đó mà không có đổ thừa cho người khác, không có trách móc, không có suy nghĩ vẩn vơ, không có tìm cái người đã tạo ra vấn đề này. Ở lúc mình cần chăm sóc cho mình, chữa lành vết thương ở trong mình bằng sự hiện diện với những cái đó, với những cảm xúc đó. Thì mình cần khóc, mình khóc. Những lúc như vậy đó mà mình viết nhật ký được rất là tốt lắm. Tức là mình viết mô tả những gì đang xảy ra ở trong mình trong lúc đó, những cảm xúc gì, những ý nghĩ gì, giống như một cái người phóng viên ấy, tường thuật những gì đang xảy ra trong mình, chia sẻ với chủ, với nhỏ.
Vừa rồi có phải Mai Thi hay là ai mà nhận gia chủ đó? Xong ảnh à, Thảo Nguyên nhận cái chủ nó đang như vậy đó, nó đang có sự tủi thân, nó đang có sự thiếu thốn, không được thương, không được hiểu. Nhận chủ xong cái 10 phút sau nó đi mất đó, đó là cái cảm, đó là cái tác dụng của sự thổ lộ, mình kể với người khác từ cái chỗ không trách móc, chỉ kể những cái gì nó xảy ra cho mình thôi, không có trách ai hết đó. Thì nó có sự chuyển hóa nhanh chóng, nhất là khi mình chia sẻ với nhóm. Chú khuyên vậy thôi, chú nói vậy thôi, chứ không phải ai cũng phải như vậy. Cái gì mà nghĩ là chú phải bắt phải làm như vậy, chú đâu có bắt đâu, chú khuyên thôi, mình sẵn sàng thì mình làm, không thì thôi.